Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Giá Xe Ford, và em là Tuấn Anh, đại diện bán hàng của Hà Nội Ford. Số điện thoại 0389 42 77. Và hôm nay cực kỳ là đặc biệt, em đang có rất là nhiều dòng xe Transit 16 chỗ. Thì Transit 16 chỗ 2023 này là một chiếc xe mà trong phân khúc 16 chỗ hiện tại là có cái số lượng bán ra là nhiều nhất trong phân khúc 16 chỗ này. Và cái tầm tiền của chiếc Transit hiện tại là rất là phù hợp cho khách hàng mà kinh doanh, đặc biệt là khách hàng kinh doanh vận tải, cùng với đó là những khách hàng mà kinh doanh vận chuyển hàng hóa, rất là phù hợp. Thì hiện tại đang có đầy đủ màu đây. Thì hôm nay xin gửi tới quý anh chị bảng báo giá tốt nhất xe Transit 2023 này. Xin mời. Ford Transit 2023 này là một trong những cái chiếc xe rất là phù hợp cho khách hàng mà kinh doanh vận tải hoặc là vận chuyển như em đã nói. Thì trong những cái tháng trước đây, đặc biệt là 2020, 2021 và 2022 và 2023 và những cái năm về trước nữa, thì Ford Transit là một chiếc xe mà là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe 16 chỗ vận tải kinh doanh như này. Và hiện tại thì giá bán tại thị trường ở Ford Việt Nam thì Ford Việt Nam cung cấp ra một cái phiên bản duy nhất thôi. Xe Transit hiện tại bây giờ chỉ có một phản ứng nhất và kính là kính liền luôn. Bây giờ chỉ Transit chỉ có một bản thôi, chứ không phải là bản trung, bản mid hoặc là bản luxury như phiên bản ngày trước cả. Bây giờ thì chỉ có một bản duy nhất với cái mức giá là 849 triệu, chưa bao gồm khuyến mại và giảm giá. Thì hiện tại cái giá niêm yết, cái giá đăng ký đăng kiểm chọn gói bây giờ còn dưới hơn hẳn là 849 triệu cơ. Và hiện tại bên em đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi khuyến mại. 849 là giá bán, còn nếu mà giảm giá thì giảm giá rất là nhiều, giảm giá tặng gói phụ kiện này, cửa điện hoặc là một số cái phụ kiện rất là hấp dẫn cho khách hàng, hoặc là tặng bảo hiểm thân vỏ này, hoặc là khách hàng muốn quy sang tiền mặt hoặc là giảm tiền mặt trực tiếp đều được ạ. Đó là về thông tin về giá bán. Cái thứ hai là thông tin về trả góp. Một cái chiếc xe Transit 16 chỗ hiện tại ở đây là 849 triệu, nếu mà đăng ký đăng kiểm vào thì khoảng 840 là lăn bánh rồi, 840-850 rưỡi, tùy vào thuộc vào anh chị lấy phụ kiện như thế nào cả đó. Và trả góp thì bên em trả góp từ chiếc xe này vay được 70%, tức là vay được 570 triệu, khoảng 570 triệu, và thời gian vay khoảng 7-8 năm, tức là anh chị chuẩn bị cho em khoảng 250-270 triệu là có thể là mang chiếc xe này về rồi. Và lãi suất của bên em hiện tại rất là linh hoạt, khoảng 0.8-0.9, tùy thuộc vào khách hàng lựa chọn ngân hàng nào và phụ thuộc vào khách hàng vay tiền như thế nào thì cái số tiền mà trả hàng tháng là sẽ là khác nhau đó. Thì hiện tại là trả góp là như vậy. Cái thứ ba là đi vào chi tiết của một chiếc xe Ford Transit 16 chỗ như này. Thì hiện tại anh chị nhìn thấy tổng thể đây ạ. Hiện tại bên em có đầy đủ màu giao ngay, hôm nay là đầu tháng 8 rồi, thì bên em vẫn có những cái chiếc xe Transit 16 chỗ giao ngay như là màu trắng này, màu bạc bạch kim này, hoặc là màu vàng, hoặc là hay người ta gọi màu nâu đấy. Bọn em đầy đủ giao ngay, màu đen cũng thể là lấy ngay được cho anh chị, đầy đủ là full màu. Hiện tại Transit là có 4 cái màu mà hay lựa chọn nhiều nhất, là cái 4 cái màu em vừa giới thiệu cho anh chị. Và Transit 16 chỗ như này, đăng ký đăng kiểm khoảng 840, khoảng 850 là đầy đủ quá rồi. Phế má hoặc là tem phù hiệu, tem đăng ký đăng kiểm là đầy đủ rồi. Thì Transit 16 chỗ thì chi tiết của chiếc xe em đã nói rất là nhiều trong video. Thì anh chị nhìn thấy tổng thể một dàn Transit ở đây. Anh chị nhìn thấy ạ, rất là bắt mắt. Khi mà Transit chạy ra ngoài đường thì anh chị nhận diện ngay được những cái chiếc xe Transit 16 chỗ này. Và Transit là cái chiếc xe mà rất là phù hợp tầm tiền của anh chị. Nếu mà anh chị đang cân đối giữa Transit hoặc là Sonata thì em chia sẻ ngay là khoảng 250 triệu đến 300 triệu cách nhau số tiền như này, thì rất là khó để thu hồi vốn, đặc biệt là khách hàng mà kinh doanh vận tải. 300 triệu là một cái số tiền mà rất là đáng kể cho anh chị có thể lựa chọn. Thì Transit này đăng ký khoảng 840-850 triệu là rất là phù hợp rồi. Thì chi tiết của chiếc xe này Transit em chia sẻ với anh chị là đã chỉ có một cái phiên bản duy nhất thôi. Ở phần đầu xe anh chị nhìn thấy ạ, ở phần đầu xe chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, chúng ta sẽ có một cái phần mạ chrome ạ, rất là sáng bóng, rất là hiện đại, rất là tinh tế. Và cái phần mạ chrome kéo dài từ hai bên hông đèn, từ bên hông trái sang hơn bên hông phải, là chúng ta sẽ có một cái chữ Transit dập nổi ở đây ạ, rất là bắt mắt. Và cái phần mạ chrome này rất là hiện đại rồi, rất là tinh tế rồi. Không kém hơn nữa đó, chúng ta sẽ có một cái giải đèn LED, cái giải đèn ánh sáng ban ngày LED rất là hiện đại, rất là tinh tế ở đây.
và chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn khác hẳn so với cả những cái đời 2021 ạ. Những cái chiếc xe 2023 này mới này thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn là hệ thống đèn, chúng ta sẽ có bóng là halogen thôi, nhưng mà có chúng ta sẽ có thấu kính là projector cho cái ánh sáng nó chuộm lại, nó sẽ sáng rất là nhiều so với cả phiên bản cũ. Đây là đèn sương mù vẫn là đèn halogen bóng vàng. Đây là phần đầu xe, và ở phần đầu xe chúng ta sẽ có cái phần logo đặt chính giữa ở đây cũng rất là ấn tượng. Logo Ford đặt chính giữa và cái phần mặt ca lăng này thiết kế cũng hiện đại hơn, cũng rất là mới, rất là tinh tế. Đây là phần đầu xe. Đây, cái phần đầu xe thì điểm nhấn là cái phần mạ chrome với cả hệ thống đèn. Còn tất cả thứ là vẫn là xem như cả những cái phiên bản đời trước thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có đấy ạ. Chúng ta sẽ có ký hiệu là phiên bản này LX. LX bây giờ chỉ có một phiên bản thôi. Đây là cái ký hiệu này. Đây là xi nhan đấy ạ. Xi nhan ở giữa cái phần cái gương. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm. Bộ mâm là 16 inch. Bộ mâm 16 inch và bộ lốp mâm lốp 16 inch vẫn là như cũ thôi. Mâm đúc nhá, chứ không phải là còn mâm sắt đâu. Cái chụp mâm sắt ở phiên bản thiếu ngày trước 2021 trở về trước thì bây giờ không còn. Chúng ta sử dụng mâm đúc thôi. Tiếp theo, cánh cửa đây. Cánh cửa của Ford Transit bây giờ cũng rất là đóng mở ra rất là chắc chắn. Và Transit bây giờ chỉ có một cái phiên bản duy nhất là chúng ta sẽ chỉ có một cái phiên bản là kính liền. Kính liền nha anh chị nhá, chứ không có kính rời, kính lùa như là phiên bản 2021 trở về trước đâu. Chiều dài, kích cỡ và chiều rộng các thứ là vẫn là như nhau thôi. Vẫn giống là phiên bản 2021 trở về trước. Chỉ khác là bây giờ chỉ có một số thêm tính năng hoặc là thêm tính năng với cả là một số chi tiết ở bên ngoài chiếc xe. Tiếp theo là phần đuôi. Đây ạ. Phần đuôi xe này chúng ta sẽ có những cái chi tiết khác, đèn cụm, đèn hậu đằng sau đấy cũng thiết kế kiểu mới, hiện đại hơn, sang trọng hơn. Và chúng ta vẫn có cái chữ Transit và logo Ford đặt chính giữa ở đây. Phanh ABS nhé, ABS luôn. Và chúng ta mở cái cửa đằng sau ạ. Đó. Bây giờ mở 180 độ rất là dễ dàng rồi. Đây, mở cửa đằng sau này. Đây, xin mời cameraman quay gọn và thêm một chút đây. Nhìn thấy phần hàng ghế, đây là cái phần mà đằng sau của chiếc xe Transit. Chiếc xe Transit 16 chỗ đằng sau này. Bây giờ là cái phần hàng ghế này anh chị gập nhẹ, đẩy nhẹ lên là có thể là gập xuống rồi. Đấy, không phải chế cháo chân ghế nữa rồi. Đấy, gập ghế này vào thì để được đồ thêm 3 ly. Để dưới này cũng được, hoặc để trên này cũng được nếu mà anh chị không sử dụng tới. Đây, caramel quay gọn đằng sau này nhìn thấy tổng thể luôn. Búa vá kính này, đầy đủ của chiếc xe Transit 16 chỗ. Sàn là sàn màu đen nhá. Ghế là ghế nỉ, chỉ có một phiên bản duy nhất thôi. Đóng mở cửa đây. Đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng thôi. Đằng sau này thì thiết kế cụm đèn hậu nó sẽ vẫn là như thế. Tiếp theo xin mời quý anh chị theo dõi lại một lần nữa chi tiết hơn. Đây, kính liền này, gương này, đầy đủ màu luôn. Đây là màu bạc anh chị nhá. Đây là màu bạc. Màu bạc thì nó sẽ sậm hơn so với cả màu trắng. Đây là màu trắng này, đây là màu bạc này, đây là màu nâu. Còn màu đen thì bọn em để trên kho rồi. Đó là phần bề ngoài của chiếc xe. Tiếp theo đó là phần động cơ. Xin mời quý chị theo dõi động cơ của Transit 16 chỗ ạ. Vừa là phần bên ngoài chiếc xe Transit 16 chỗ phiên bản 2023 rồi. Thì tiếp theo đó là phần khoang động cơ. Khoang động cơ của Transit 16 chỗ này thì cũng có cái điểm khác đến 80% so với cả là những cái động cơ của 2021 trở về trước. Chúng ta sẽ thể hiện được qua cái sự khác biệt. Đây là cái động cơ bây giờ từ 2.4 ở phiên bản cũ, bây giờ chỉ còn 2.2 thôi. Nhưng mà cái công suất là vẫn là xem với nhau, vẫn là 136 mã lực và moment xoắn vẫn là 355. Thì động cơ này 2.2 này có những cái lợi ích như thế nào? Đó là cái việc mà tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn. Thì rất là nhiều khách hàng của em mua Transit từ 2022 là những cái phiên bản mới rồi, 2022, 2023. Thì khách hàng đánh giá là chạy chiếc xe này chân côn rất là mượt mà, hệ thống chuyển động rất là mượt mà. Cái thứ hai là cái phần mà ăn tiết kiệm ấy, nhiên liệu ấy, nó rõ ràng hơn, 7-8 lít mà chạy vù vù. Hoặc là cái tiếng động cơ của chiếc xe này vọng vào trong ấy rất là hạn chế, bây giờ tốt hơn rất là nhiều. Đó là cái phần động cơ. Vẫn là hộp số tay, hộp số sàn 6 cấp thôi. Hộp số sàn 6 cấp này. Và chúng ta vẫn không thể thiếu được những cái phần nước làm mát máy này, dầu phanh này, cầu chì này. Đó, nước rửa kính ở đây nhá anh chị nhá. Nước rửa kính ở đây. Đó, phần động cơ này thiết kế rất là
tiết kiệm nhiên liệu hơn, cùng với đó là chân côn hoặc là cái cách vận chuyển của cái phần mở động cơ 2.2 này nó tốt hơn rất là nhiều so với cả là động cơ của ngày trước 2.4. Chính vì vậy anh chị mà lựa chọn chiếc xe này mà kinh doanh vận tải hoặc là làm vận chuyển rất là phù hợp. Đó là cái phần khoang động cơ. Tiếp theo ở bên ngoài chúng ta không thể thiếu được cái phần mà cánh cửa của chiếc xe này. Cánh cửa anh chị nhìn thấy ạ. Đó, có sự khác biệt so với cả phiên bản 2021 ạ. Đó là những cái chiếc xe thế hệ mới này từ 2022, 2023 chúng ta sẽ có thế hệ chassis mới thì chúng ta sẽ có cái bậc bước chân thò ra thụt vào ăn theo cánh cửa này. Và cái điểm khác biệt của chassis 2023 đó là cái phần mà cánh cửa mở to hẳn, mở ra rộng hẳn so với cả là phiên bản 2021. Nếu mà phiên bản 2021 thì sẽ mở chiếm được chỉ mở được 3/4 cái cánh cửa này thôi. Còn hiện tại bây giờ chassis 2023 là những cái chiếc xe thế hệ mới, chúng ta sẽ mở cửa to bản hơn và mở cửa rộng ra, đáp ứng cái nhu cầu và những cái nhược điểm một chút so với cả là phiên bản ngày trước. Đó, bây giờ em đi lên đây. Rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái thôi. Bây giờ đi vào những chiếc xe 2023 rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt khách hàng cảm thấy rất là thoải mái khi mà cầm đồ lên. Đó. Ở hàng ghế này chúng ta sẽ có là 3 hàng ghế ở giữa này với cả là 2 hàng ghế ở dưới, tổng cộng là 5 hàng ghế và chúng ta sẽ có 16 chỗ ngồi. Và hàng ghế thứ 2 này, hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 4 này, chúng ta sẽ gập được là ngả được là 180 độ ngả hết luôn. Đây là em đang ngả một chút thôi. Còn nếu mà ngả thì ngả nghiêng hẳn đổ xuống đây cũng được. Đó, rất là nhiều anh chị hỏi trần nhá, cái sàn này sàn đen tối màu nhá, chứ không phải là sàn giống cả phiên bản cũ đâu. Sàn tối màu rất là sạch sẽ, anh chị bớt được cái chi phí mà làm sàn gỗ. Đó, có thể là mua một cái tấm thảm lên trang bị ở đấy cũng được. Đấy. Hàng ghế ở trong xe này vẫn là ghế nỉ thôi, nhưng mà chất nỉ ở phiên bản này là chất nỉ mà cao cấp hơn so với cả phiên bản ngày trước. Có thể là anh chị làm thêm một bộ ghế ra cũng được. Trần là trần sáng màu nha anh chị nhé. Trần sáng màu này. Thì ngoài ra trong cái chương trình mà giảm tiền mặt hoặc tặng gói phụ kiện thì bọn em cũng có thể là tặng thêm cho khách hàng những cái bọc trần hoặc là cái rèm cửa cho khách hàng. Và cái kiểu ghế này vẫn là kiểu 3-0, kiểu đi bằng một lối và ba cái ghế này vào trong xe. Đó. Đây là hàng ghế đằng sau đây. Đấy, anh chị không để đồ đằng sau thì là dựng lên, có thể là sử dụng được hết tất cả các hàng ghế. Và kính là kính liền luôn, kính liền rất là trang trọng. Đó là cái phần mà trong cái phần nội thất của chiếc xe này đi. Đó, tiếp theo em xin giới thiệu với quý anh chị là hàng ghế người lái. Tiếp theo là cái phần vị trí chỗ người lái của chiếc xe chassis 16 chỗ này. Đầu tiên là cái vị trí của người lái và bên phụ đi một chút đi. Đó là chúng ta sẽ được trang bị là một cái sàn đấy ạ. Cái sàn ở dưới này là bằng vẫn là sàn da thôi, sàn da nhưng mà chúng ta sẽ bước lên bước xuống rất là nhẹ, rất là êm này. Chúng ta sẽ có lực đàn hồi so với cả khác biệt là hàng ghế đằng dưới. Đó, sàn ở trên chỗ người lái và bên phụ này sẽ dễ chịu hơn, được trang bị thêm một cái đệm cao su ở đây. Ngồi rất là thoải mái, cái không gian ngồi đi. Ở chỗ người lái của chiếc xe chassis 16 chỗ rất là thoải mái rồi. Và đầu tiên cái cảm giác không gian rồi là rất là thoải mái. Cái thứ hai là cái trang bị thêm ở chassis 2023 này. Chúng ta sẽ có phần táp lô ở đây. Thiết kế rất là hiện đại như một chiếc xe con luôn anh chị ạ. Chúng ta sẽ có ở phía này là chỗ kiểu dạng da thôi, nhưng mà đây là nhựa cứng anh chị nhá. Còn đây là vẫn là kiểu dạng nhựa cứng, thiết kế kiểu da rất là sang trọng. Chúng ta sẽ có ký hiệu chassis ở đây. Và những cái điểm nhấn nhá như là mạng chrome đây giúp cho chiếc xe sang trọng hơn rất là nhiều. Và ở giữa này chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được phần màn hình 10.1 inch, phần màn hình chassis 16 chỗ mà chúng ta có thể hiện được đầy đủ như là đài FM AM. Đó, nhạc nhiếc USB. Cửa gió đây. Đó, cửa gió rất là mạnh rồi, chassis 16 chỗ này cửa gió hoặc là điều hòa thì không phải nghĩ. Và cái thứ ba đi, táp lô màn hình rồi. Tiếp theo là cái phần vô lăng của chiếc xe này. Vô lăng này thiết kế anh chị nhìn thấy khác không ạ? Rất là sang trọng, như là một chiếc xe con tiền tỷ luôn. Chúng ta sẽ có vô lăng rất là hiện đại này. Chúng ta sẽ có thêm ga tự động nhá anh chị nhá. Ga tự động của chiếc xe chassis 16 chỗ thì hiển nhiên là giúp cho anh chị vận hành một chiếc xe này nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Khi mà động cơ đã là 2.2 rồi lại càng tiết kiệm, thì cái việc mà thêm ga tự động này là giúp cho khách hàng mà chạy những cái đường dài, đường cao tốc rất là hay. Và anh chị nào mà chạy đường dài cao tốc thì rất là nhàn rồi, có ga tự động ở đây. Ga tự động là một cái chế độ đó là duy trì cái lực, cái vận tốc khi mà anh chị chạy thêm một đường dài và không cần nhấn ga hay là không cần đạp chân ga, chân côn hay gì cả. Đó. Và trên cái vô lăng này chúng ta sẽ có thiết kế là rất là đẹp mắt rồi. Kiểu chúng ta sẽ có những cái điểm mạng chrome đây rất là hiện đại. Đây bên này chúng ta sẽ có những cái nút phím bên phải, chúng ta sẽ có nghe tắt mở điện thoại này, âm lượng này,
hoặc là những cái nút bên tay trái của vô lăng chúng ta sẽ có điều khiển màn hình và cài đặt chế độ ga tự động. Đó rất là hay. Và chúng ta sẽ có một cái hộp số là hộp số sàn 6 cấp đây. Số sàn 6 cấp nha anh chị nhá. Và rất là nhiều kích tẩu. Đây, chỗ này là chỉnh gió, lấy gió trong này, điều hòa này, cổng một nguồn điện 12V USB này, hoặc là rất là nhiều cái chỗ để đồ. Rất là nhiều chỗ để đồ và để cốc luôn. Anh chị mà khách hàng hoặc là những cái hành khách mà thuê xe này thì yên tâm, không phải lo vấn chỗ để đồ gì cả. Đó. Đấy, rất là sang trọng. Trần này trần màu sáng màu này, chúng ta điều hòa này. Đấy. Còn đây là đèn này, đèn trần này. Đó, trần này trần sáng màu nha anh chị nhá. Đó là cái phần mà trong cái phần vị trí người lái thôi. Vừa rồi là phần giới thiệu của em về chiếc xe Transit 16 chỗ thế hệ mới nhất này. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu mua xe hay cần tư vấn để báo giá một cái chiếc xe Transit 16 chỗ, đặc biệt là giá tốt nhất thị trường, thì hãy liên hệ với số điện thoại của bên em. Em là Tuấn Anh, đại diện bán hàng của Hà Nội Ford, 0389 42 77. Em sẵn sàng tư vấn và báo giá một cách tốt nhất cho anh chị, và đặc biệt là xe sẵn giao ngay. Em xin cảm ơn ạ.